Rồi, mến chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Nhật ký Sài Gòn quay lại để hướng dẫn cho mọi người làm cái đèn ngủ bằng cái cốc sạc điện thoại. Mà cái đèn này thì mình gắn tất cả các cốc sạc điện thoại, cái cốc nào mình gắn cũng được hết trơn. Thì mọi người cùng đón xem nha. Rồi, đầu tiên thì mọi người chuẩn bị là một cái cốc sạc điện thoại hay của iPhone hoặc bất cứ cái cốc sạc nào cũng được, và một cái đuôi của cái sạc điện thoại này, cái đuôi USB này của bất cứ cái nào cũng được. Thì ở trong cái đuôi này nó có bốn sợi dây, thì mình cắt ra mình bỏ hai sợi dây xanh đi, thì mình còn lại một dây đỏ và một dây đen. Thì dây đỏ là dương và dây đen là âm. Và chuẩn bị cho mình là ở đây mình có là hai cái bóng đèn này, là bóng đèn 7 màu, nó sẽ chớp, nó sẽ tự chớp. Và hai cái bóng đèn 5 ly này là đơn màu, và hai con trở 220 ohm. Thì cái nguyên lý của nó thì mình sẽ mắc nối tiếp. Bóng đèn mình sẽ mắc nối tiếp, thì chân dương của bóng này mình sẽ nối với chân âm của bóng kia. Chân dương của bóng này mình sẽ nối qua chân âm của bóng kia, thì nó còn lại hai hai chân, một chân âm một chân dương. Thì một chân dương thì mọi người nối con trở vô cái chân dương đó và đấu vô dương của cái đuôi sạc này, còn chân âm kia mình đấu vô cái chân âm của cái đuôi sạc này. Rồi, chờ mình xíu để mình đấu vô rồi mình cho mọi người xem. Rồi, ok, mình đã đấu lại rồi. Thì cái này nó có, mình làm là bốn bóng, hai bóng này, hai bóng trắng này là hai bóng nó chớp theo màu, còn hai bóng bên này là hai bóng đơn màu. Thì nguyên lý của nó thì giống như nãy mình đã nói, thì hai bóng này thì chân âm với lại chân dương của bóng này sẽ đấu với nhau. Thì thường là cái bóng này nó có một chân lớn, nhìn cái tim ở trong, mọi người nhìn cái tim ở trong này, nó sẽ có một cái tim lớn và một cái tim khuyết. Một cái tim nhỏ là dương, còn một tim lớn là âm. Thì cái chân dương với là cái chân âm mình sẽ đấu với nhau, thì nó sẽ còn lại hai chân, một chân bên này là âm, còn chân bên này là dương. Thì chân bên này, chân dương này là mình sẽ đấu vô con trở hồi nãy đó, con trở 220 ohm. Con trở trong này mình bó coi nhiệt rồi đấy. Con trở 220 ohm, thì mình sẽ đấu với con trở đây, con trở này 220 ohm này, mình sẽ đấu vô đây. Thì con trở này nó 1/4 thì nó chịu được bốn bóng này thì dư sức, thì mình sẽ đấu vô dương, còn bên này mình đấu âm trực tiếp vô cái đầu bên này, thì bốn bóng mình sẽ nối tiếp đi chang với nhau. Cái coi nhiệt này lại đó chút xíu rồi mình nhét vô để mình đốt lại, nó mới đẹp được, nhìn nó đẹp và nó gọn, nó không bị chạm. Rồi để mình bó lại, mình đốt lại cho nó gọn rồi mình quay tiếp cho mọi người xem, rồi mình đóng cắm điện cho mọi người xem. Rồi mình đã làm xong rồi nè, đấu vô xong rồi nè, thấy coi nhiệt độ, mình ép coi nhiệt rồi vô nè, nó gọn rồi thấy không? Nè, hai bóng bên này là tự chớp nè, hai bóng bên này hai bóng trắng nè, còn hai bóng đục này là màu đơn màu. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vô cho mọi người xem ha. Hai
nè, còn hai bóng bên này là hai bóng chớp nè, để tắt đèn. Ok, rất là sáng. Rất là sáng. Để mình chuyển qua mình cắm cái cốc khác cho mọi người xem. Mình sẽ cắm cái cốc đây, đây nó có cái cốc khác này. Cốc này hai lỗ, lỗ trên lỗ dưới, thì lỗ nào cũng cắm, mọi người cắm cũng được, cắm lỗ nào cũng được. Đó. Bất cứ cái cốc sạc nào mọi người cắm cũng được, làm đèn ngủ. Đó. Sáng. Ánh sáng rất là mạnh. Tối thì đèn ngủ thì cỡ này là vừa rồi, chứ còn mà sáng quá thì mình ngủ cũng không được. Còn mọi người muốn sáng hơn xíu nữa thì mình đấu thêm hai bóng đơn nữa, hai bóng đơn màu nữa, thì màu gì thì mọi người tự mua, anh em tự mua mình thích màu gì mình đấu màu đó. Mình phải gắn vô cho nó còn trở 220V, 220Ω để nó mới bền được, chứ không nó chạy vài bữa là nó cháy. Rồi thì mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ video để cho mọi người cùng xem. Thì video thì tới đây cũng kết thúc, thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video clip mới nhất của Nhật ký Sài Gòn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.